Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này giới thiệu các bạn tham gia một chương trình để góp nhận 300 tập cần gear từ sàn G-Swap. Con này giao 2 nha các bạn. Tập cần gear này sẽ đích lên sàn Binance Swap và sàn G-Swap nha các bạn. Thì để tham gia ngày hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi đóng chuột tắt chatbot nào. Trước kia mình đã bấm continue các bạn. Mình đã hướng dẫn các bạn chat giao 1 giờ làm giao 2 luôn các bạn. 91. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nữa các bạn. Rồi, câu 1 ở đây join gọi câu 2 mình khó join các bạn. Rồi, bạn mới đáp lên nè. Tiếp tục con follow tại Twitter retweet bot nè. Rồi, trên tại Twitter các bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn like và chích dẫn vào dưới cái game nè. Hiện tại dự án này quá là 15k7 tweet. Rồi, bạn tweet lên. Rồi, bạn mới đáp lên nha các bạn. Rồi, bạn bấm Don. Rồi, bạn bấm Don. Tiếp tục bạn điền lại username của tất cả các bạn đã follow và retweet tăng 3 người bạn vào nữa các bạn. Nó không win. VNN9. Rồi, nó có tiếp trên tiếp kênh seller không thì bạn bấm vào Don nè các bạn. Trên ngủ lớp 6, bạn bấm Don. Tiếp tục con gỡ địa chỉ BNB Smartchain Bet20, các bạn dùng địa chỉ trên Zip Wallet, MySlow Wallet, MetaMask, copy địa chỉ BNB Bet20 mình, copy dán vô đây, mình gửi support nè. Ok, như vậy là xong các bạn, bạn chỉ việc lấy ghép mà chia sẻ cho bạn bè, những người thân để kiếm được cần rồi các bạn. Ok, các bạn nhớ đừng quên like và đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.